Vâng. Cái này nước đá là Đâu? trong đấy, trong bát luôn. Ừ. Thế Vừa hôm nãy nay hôm nay Linh Giang bắt sâu, con vì Linh bảo Giang có vừa cảm nhận gì? vừa nãy nhá, con vừa nãy nhá, con sâu nó ị cơ, Ừ. nó ị cơ còn nó màu xanh nhưng không cất màu nâu màu vàng đâu, xanh như rau tươi luôn. Ừ. Thế nào nữa? Thế thôi. Thế quay nó phải có nội dung gì chứ? Thế này con bắt sâu thì rút ra một bài học gì? Rút ra bài học gì á? Bài học của con là Là sao? khi mà mình con vật nó rất là đáng thương Ừ. nên là mình không được giết hại nó mặc dù nó có thế nào. Yeah. Và với lại là một điều nên nhắc nhở với mọi người là không nên ăn giết hại động vật, Nhìn thẳng đây. không nên giết hại động vật, phải ăn thuần chay. Nếu như con sâu này này, nó có ăn ấy đâu, Điện thoại. như con sâu này này nó có ăn động vật đâu, À. nước đái của nó trong xanh luôn, cứt của nó cũng xanh. Thì sao? Đây này, đây này, nó ỉ ở đây này, Rồi. đây đấy, cứt như này màu xanh ấy. Tức là cái gì nó cũng thuần khiết à? Và Ờ, thế thôi nhá, bài học dừng lại nhá. yeah.